Rồi, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người đến với kênh Alpha của mình. Và thứ hai là mình sẽ hỗ trợ các bạn sử dụng phần mềm Autodesk Fusion 360 cho vấn đề chạy CAM CNC. Thì hiện tại mình đang bị vướng mắc cái vấn đề về chạy làm sao cho con dao mình lúc nào nó cũng vuông góc với cái phôi, biên dạng phôi. Hiện tại cái phôi mình là dạng hình elip là mình đã vẽ ra đây. Đây, thì phần mềm bây giờ nó đã có nhiều cái nâng cấp. Bây giờ trong phần sổ ra, như phía bên góc trái này, sổ ra thì nó sẽ có các mục là Design, Render, Animation, Simulation, Manufacture, Drawing. Thì hiện tại là mình đang nằm ở phần Manufacture, tức là phần để gia công, tức là phần chạy cam đó. Đây, bây giờ mình sẽ quay lại phần Design cho mọi người. Thì cái vấn đề phần design này mới đầu thì mình sẽ làm nó đơn giản thôi. Mình sẽ tạo một cái sketch cơ bản. Đây là mình bấm vào lệnh sketch create sketch đây. Là mình sẽ tạo ra được một cái hình elip. Khi mà đây. Đó. Thì mình sử dụng cái lệnh này. Trong này nó có lệnh là elip. Mình sẽ vẽ ra thì hiện tại cái biên dạng này của mình là nó đã có kích thước cụ thể hết rồi. Đây, hình elip của mình là đường kính của nó là 60mm, hiện tại mình đang đo ở đây là bán kính là 30. Đây, nó hỏi mình có muốn thêm hay không, mình cứ thêm bình thường thôi. Cái thứ hai, đây. Này. Thì những cái kích thước nào nó đã có rồi thì nó sẽ thể hiện là trong dấu ngoặc đơn. Đó, để mọi người tham khảo. Thì mình chỉ làm cái một cái bát đơn giản thôi. Thì bữa cái như ông Hoàng ông hỏi mà tự nhiên về mình bị bí, nay mới phải làm video lại. Rồi, đây là quá trình xong. Thì mình lúc này mình sẽ là stop cut. Sau đó mình sẽ dùng lệnh extrude, tức là cái phần mềm này nó giống như một phần mềm bình thường hết. Thì mình để mình extrude ra cái hình này ra biên dạng ra khối đây. Thì hiện tại cái khối này của mình cái chiều cao của phôi là từ đây qua đây, đây là 50mm. Đó, thì cái bảng này nó sẽ thể hiện đầy đủ các thông số chiều dài phôi là 50mm, diện tích hai mặt tròn tổng hết là 940mm². Đó, cái đường bao chu vi của nó, đây, mọi thông số nó đều có hết chứ không, nó không có dấu gì hết. Hiện tại mình phần cái tài khoản này mình cũng đang dùng là tài khoản của sinh viên, thì Autodesk nó có hỗ trợ sinh viên, thì mình cứ lên mình đăng ký một email rồi xong sổ ra mình sẽ chọn đăng ký về tài khoản này là tài khoản sinh viên thì sẽ dùng được tới 3 năm miễn phí, chức năng tương đương giống như một phần mềm bản quyền đầy đủ. Rồi, đây là xong cái phần vẽ. Thì mọi người muốn thêm cái gì thì cũng cứ vô sketch, ví dụ như bây giờ đây mình chọn thêm cái này đây. Mình vẽ thêm ra, ví dụ đây giống như thế này, đó. Rồi mình stop cut này. Nên mình extrude ra. Extrude thì bây giờ nó sẽ chọn hướng. Bây giờ mình cứ tiếp tục, mình chọn giả sử 50 đi. Đó. Rồi nó sẽ ra như vậy. Đó. Rồi, đây là phần mình sẽ làm sau. Còn nhìn cái hình này nó cũng chưa hơi trừu tượng. Cảm ơn. Hiện tại mình không xài nó ấy, thì mình delete nó luôn. Đây, cái sketch này là mình không có cần, thì mình delete nó. Đây. Rồi, đó là phần thiết kế vẽ biên dạng phôi. Giờ bữa nay mình sẽ chuyển qua phần là manufacture. Thì nói sơ qua là những cái phần này render là tạo một cái những ai mà học vẽ 3D sẽ là như tạo ra một cái môi trường để xử lý ảnh trong đó, xử lý hình ảnh 3D của mình đưa ra cho thật nhất, đẹp nhất. Ở đây nó hỗ trợ luôn là coi như lắp ráp mô phỏng chuyển động luôn, tức là phần mềm này gần như là vì nó là phần mềm chân mây nên là hãng đang cố gắng tích hợp vô nhiều khái nhiều nhất có thể đó. Cho nên với những ai mà làm những ví dụ như máy móc thì những cái này người ta vẫn sử dụng để thiết kế một cái máy face CNC, một máy in 3D đều làm được hết.
tức là chỉ cần mình có một đường truyền cáp quang ổn định là mình ok. Đây, phần tiếp theo là simulation, tức là ngay cả phần tính lực cơ bản nhất nó cũng đưa lên trên này luôn. Tính lực nén, lực ứng xúc, lực kéo, mọi cái lực nào mình có thể nghĩ ra đều tính được. Rồi, nói dài dòng qua phần CAM đi, Manufacturer Workspace. Đây, đây là trước đó mình đã setup hết, setup hai đường chạy giao cơ bản rồi. Thì bây giờ mình sẽ là setup lại một cái đề đó. Này, rồi đây mình setup. Setup thì ban đầu mình sẽ chọn là machine đây. Đây ở đây nó hiện là DMU 50, tức là máy CNC 50. Đây, bây giờ mình sẽ chọn đây. Select lại. Thì khi sổ ra nó sẽ ra phần milling, turning, cutting. Cutting là dành cho 2D. Đây. Phần additive này nó gần nó giống gần giống như là cắt laser luôn. Phần cutting này chủ yếu là dùng cho cắt tia nước, cắt plasma, laser, nói chung là nó một dạng tổng hợp. Phần turning là phần tiện. Và milling, đây, đây là phần mình xài nhiều nhất. Để cho dễ thì mình sẽ chọn một cái máy phổ biến với mọi người là máy DMU 50. Thì máy này máy 50. Rồi, ok. Đây, đây là trong phần thông số của máy. Phần description này chỉ là mô tả một cái máy. Thì bây giờ mình ra đây, mình cứ thêm vô là file A6 này đó. Dimension thiết kế thì cái này mình có thể bỏ qua đó. Khả năng của nó máy thì máy này chỉ có thường thì chỉ thế có phay thôi chứ không có vấn đề tiện hay là cắt. Đây là vấn đề phôi, đây là tự mình giới hạn kích thước của một cái máy DMU hiện tại mình không cần thiết. Thì chuyển động của nó là ở đây, trong phần chuyển động thì sẽ có là chục ít. Thì giới hạn những cái tối đa, nếu mình để bằng không thì nó mặc định sẽ đi theo cái lượng nhanh nhất tối đa khi mà xuất chương trình ra. Đây, X, Y, Z, C. Đây. Đây, thì cái phần đây là cái phần rotary axis. Thì cái phần rotary axis này nó sẽ có những thông số như offset X, offset Y, offset Z. Này. Đó. Thì phần độ resolution bằng không có nghĩa là coi như nó sẽ quay cái độ phân giải tối đa của máy của mình. Thì hiện tại cái maximum speed là 60 vòng phút. Cái này nhìn vậy chứ thật ra nó rất là nhanh, bởi vì tưởng tượng đi là một vòng một giây nó vẫn rất là nhanh rồi. Mà thường máy một vòng một giây là phải ra phần trục này là phải xài động cơ servo chứ không nên xài là động cơ bước. Vì khi mà dùng qua này nó sẽ bị mất bước rất là lớn ở tốc độ này. Đây. Đây, cái này cũng đơn giản, trục B, rotary, spindle. Đó. Thì kèm luôn. Đây, phần giam machine time, cái tool change time này ở đây là 15 giây, có nghĩa là thời gian để thay dao. Hiện tại để 15 giây thì cứ như để mặc định thì có một số máy đời mới giờ thời gian có thể giảm xuống là 2.3 giây chẳng hạn. Như máy DMU thì mình cũng lâu cũng không có tham khảo thông số, thì cứ để 15 giây đi. Đây, nước dung dịch chân nguội. Chân nguội thì có Fluid Mist Through Stone. Thì máy này nó có khả năng là cho Air Through Stone và Air. Đây, mình cứ check, mình cứ để đó thôi, chứ bình thường cũng chả có dùng tới nhiều. Cái Post Processing. Đây, phần này thì mình sẽ chọn đây System rồi. Đó. Còn với post processor là mình sẽ chọn là máy HAS UMC 750. Lý do chọn máy này vì nó cũng là máy 50, tương đương với máy DMU. Vì hiện tại hôm nay mình không lấy máy DMU cho nên cứ chọn cái máy nào 50 gần nhất, miễn là nó giải quyết được vấn đề của mình. Đó, nó có rất là nhiều máy rất là đa dạng, thậm chí là cần mình có thể là tự sửa lại những cái file post này theo ý của mình. Này. Rồi.
Nên check vô cái phần là Rewind C ASIC encoder nha. Đó, để làm một cái vòng sạc vô kính hoàn toàn luôn. Thì mình nên chọn để tránh vấn đề sau này khi mà mình xuất code nó sẽ ra những cái mà nó tùm lum thứ mình khó mà kiểm soát được. Đây là những phần xuất code bình thường, ví dụ như mỗi bước nhảy của mình nó là coi như năm số, tức là trong cái G code nó có n n1 n2 n3 thì sẽ bắt đầu từ n10 và coi như cứ mỗi lần cộng lên năm lên. Thì cái này là phần G code nó bình thường rồi. Đấy. Mình sẽ sử dụng là G28 thay cho G53, tức là một số máy đời mới bây giờ nó sẽ dùng G53 nhiều hơn là G28. Đó, thì dành cho ai chắc chắn thì mình cứ chọn tích vô là G28 thay cho G53. Thậm chí mình có quyền mình sửa file sau khi mình xuất code. Cái chuyện này rất là bình thường. Và nên nhớ là chọn thêm Radius Act này. Thì ở đây nó nói là coi như nếu chọn chọn ô này thì cái arc khi mà xuất ra nó sẽ nằm ở dạng là bán kính, giá trị bán kính hơn là so với giá trị ISK, có nghĩa là nó sẽ không dùng theo cái hệ quy chiếu nó sẽ dùng thay vì là nó sẽ chạy nội tiếp luôn, chứ nó không có chơi theo kiểu mà coi như nội suy ra tọa độ 3 điểm, nó sẽ là cái đường smooth hơn, mịn hơn. Đây là những cái thông số bình thường đây. Đây, multi-ASIC. Multi-ASIC ở đây mình sẽ chọn là Rotary, chứ không có chọn Off. Đây, Rotary. Đó. Thì cái angle ở đây lúc đầu nó sẽ cho là 5 độ, nhưng mà mình sẽ set lại cái độ phân giải của nó là 0.01, là khả năng của máy của mình. Rồi, như đây là xong, mình sẽ ok. Rồi. Thì hiện tại đây là trục Z ở đây, nên là mình sẽ đổi lại là Z ASIC. ASIC này nó sẽ hỗ trợ mình là Z đây. Và trục Y của mình sẽ sổ nó ra. Origin. Mình chọn này là trục Z đây, tương ứng trục Z nằm ngang đây, mình cần là trục Z đây. Trục X này sẽ trùng với Z này. Nên là chọn ở đây sẽ chọn cái trục Z. Rồi. Ok. Stockpile thì mình phải chọn ở đây. Đó. Đây, đây giống một phôi bình thường rồi đó. Rồi, ok. Rồi, tạm thời tắt cái này đi. Rồi, xong. Rồi bây giờ tới phần chạy file, chạy giao. Mình sẽ bấm vô đây. Thì nó sẽ hiện đây là của mình là Multi-Acid Flow Swap. Này, mình sẽ chọn là Flow để như mọi người có thể hiểu cơ bản về vấn đề chạy trên máy 40 50. Ở đây. Đây thì mình sẽ đây là con dao Tapper Mill. Ở đây là mình nó được cái là mình sẽ tạo một cái con dao tùy ý bằng cách này. Ở đây nó có rất nhiều hãng dao nha, hãng máy với mấy là dao nữa. Hãng Anbrecht nè, Harvey Tool nè, Helico Solution là cái phương án mà để giải quyết những vấn đề coi như phay dạng Helico nè, Maritone nè, Reniso nè, Thomas đây. Thomas đây là coi như một cái hãng mà làm máy phay dành cho desktop rất là phổ biến. Hiện tại mình chỉ cho tham khảo, nó có rất là nhiều cái dao nó hỗ trợ sẵn. Cái thư viện này mình có thể add được, tải được, thêm được. Đó, bên dưới nó là cái sample, nó là ví dụ của nó là rất là nhiều dao. Ví dụ như dao dành cho hệ mét là có dao nhôm, thau, đồng các kiểu. Đó. Tức là có đầy đủ chứ không có thiếu gì hết. Thậm chí là vấn đề là coi như mũi taro luôn. Như thôi bây giờ hiện tại mình đi về đây. Trước đó mình đã tạo một con dao có hình đơn giản như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tạo lại. Rồi. Rồi mới vô thì nó sẽ thể hiện ra cho mình là cái zero. Thì đây là chỉ giống như chỉ phân tích cơ bản. Rồi. Muốn thích thì mình thêm, không thích thì thôi, bỏ qua. Cái chuyện này không ép buộc nên thêm để cho mình nhớ là coi như
dao phay này chuyên dụng, thì giờ mình đặt Việt Nam hóa đi, đi sub dao khắc đó. Rồi là phần cutter, cutter là hiện tại đang là bone mill. Mấy nhu cầu của mình là sẽ thử là cần cái một con dao mà đặc biệt, mình sẽ chọn là taper mill đó. Thì bây giờ đây phần này kích thước này thì mình sẽ để là 0,5 giống như con dao của ai đó à. Rồi cái góc nghiêng đây của con dao là 5 độ cho nên là nó khá là nhỏ đó. Cái foot lên cái này thì mình sẽ để là 20 đó. Đây cái đường kính dao này, kính dao này trung bình thì có thể là 6 ly hoặc là 5 ly, mình chỉ cần để ý đi, mình thay đây thì nó sẽ thay đổi liền trực tiếp bên này luôn, tức là giống như thế này, 50 nè, 5 nè, đó, đây 20, 20 phần này shoulder length, vậy là ok, cái body length đây, cái này mình cứ lên cho nó là 60, đó, quá đẹp một con dao. Nhưng mà hiện tại cái phần này là nó hơi bị lố nè, cho nên mình sẽ cho này lên để cho nó bằng cái đây cái góc tam giác này, để cho nó bằng cái đường kính dao, nó lên 21. Rồi về cơ bản vậy là ok nè. Cái góc mà corner radius này mình không cần, thì mình có thể là cho nó vẫn hiểu giá trị là không nha. Ok. Rồi, bây giờ là mình đã có một con dao mới. Đó là xong phần chọn dao. Rồi, rồi thấy con dao nó trên đầu rồi đó. Thì à quên đó, này. Trong cái phần con dao của này mình sẽ bấm vô lại, click chuột phải này mình edit nè. Chỉ mới có phần là tạo biên dạng của con dao thôi. Đây, cái kiểu dao bình thường thì nước ngoài nó sẽ là HSS là High Speed Steel, là dao thép gió. Dao thép gió chủ yếu là để cho vật liệu là nhôm, gỗ, sắt non. Sắt non đây là sắt rất là mềm nha, nó tương đương, nó gần bằng với nhôm, nó gần bằng chứ thật ra nó cũng vẫn cứng như nhôm đó. Thứ hai là thai quartz, đây nên là coi như dạng phủ titan đó. Phần thứ hai là carbide và ceramic, đây là vật liệu để làm cái mũi dao đó. Đây number of flute hiện tại là 3 lưỡi cắt. Thì bình thường con dao khắc này có thể là cũng như chỉ có 2 đó, bây giờ mình sẽ chọn là 2 thôi, hoặc một số một lưỡi khác thôi chứ không ạ. Clockwise spindle rotation có nghĩa là quay thuận chiều kim đồng hồ. Nếu nhìn từ đuôi dao xuống mũi dao đó, nói vậy để cho nó dễ hiểu chứ không thôi coi như cái người nói mình sao nó quay ngược ngược. Đây, phần sharp này thì tùy máy thôi, những cái máy CNC bây giờ thì mình sẽ thiết lập cái phần là cái bộ mà chữ đầu dao, tức là ở đây nó là đầu BT hay là cái như thì kẹp mũi phay đó, thì những cái này khi đi chuyên sâu thì mới cần tìm hiểu thêm. Này mình chỉ giới thiệu mình lướt qua thôi. Holder này, holder thì hiện tại cái đầu này đang là cái chuẩn của nó là CAT40 R32 tới 2.35, đây là của Maritone. Ok, này fish speed thì một con dao khắc thì bình thường tốc độ spindle của nó là mình cứ sử dụng cái spindle cao tốc của mình là 24.000, đây 24.000 phút thì nó sẽ tự động nó ra cái surface fit của mình là 37 mét phút. 37 mấy phút các bạn đây đừng có thấy là nó đi chậm nha, thật ra là đi tốc độ này là có thể là gây
tay cháy khi mà chạy cái fit rate cao rồi đó. Thì cái Fitbit Tuts này hiện tại mình đang dùng con dao 2 me thì 0.02 đã là quá cao, cho nên mình sẽ có thể đổi lại là 0.01. Như vậy là đang trong bài test cho nên cái vấn đề này đổi sau. Đây, trong này cho phần fit rate thì là cutting fit rate là tốc độ chạy khi mà cắt phôi. Lead in fit rate và lead out fit rate có nghĩa là lượng tốc độ khi mà dao chạm phôi và dao thoát ra phôi. Thì này mặc định của nó là 1000 mm/s là bằng với tốc độ cắt bình thường của phôi luôn. Còn tốc độ ram là tốc độ chạy theo kiểu mà siết sắt đi xuống á. Đây là tốc độ ram để cho chạy chậm để đảm bảo an toàn thôi. Đây còn vertical fit rate có nghĩa là lượng ăn dao cắm từ trên xuống, cái này giống với khoang nhiều hơn. Thì ở đây cái hiện fit per revolution là 0.01. Hiện tại số này nếu mà so với cái mũi cắt á, là nó đang rất là cao, tại vì cái đường kính mũi cắt của mình là 0.5 mm mà đi cái này rất là nhanh. Nhưng mà hiện tại mình cứ để đó. Rồi, post processor đây. Ở đây chỉ là thông tin của cái bộ dao của mình. Number số 2 là chiều dài offset, vị trí số 2, đường kính offset ở đó. Đó, mọi thứ đều ok hết. Rồi, mình sẽ phân tích cho phần là break control. Tức là ở đây nó là chắc là để kiểm tra cái phần khả năng bị gãy của dao sau khi sử dụng. Rồi, check vô. Hiện tại là tuôn sống nha. Rồi, ok nè. Rồi, nó hỏi mình là có muốn viết đè lại lên cái ứng dụng này, cái chỗ cũ này không. Thì hiện tại là mình chọn no đi, để lát nữa mình sẽ cho cái như coi lại cái kia. Này, thể hiện thông tin này. Nó sẽ là coi như chiều dài lưỡi cắt, đường kính mũi phay, mũi khắc, surface fit, cutting fit, đó. Thì thậm chí là fit per revolution luôn, là 0.04, một dòng luôn. Rồi, giờ mình chọn OK. Này, sửa lại nhẹ này. Thiếu số 0. Cái này quan trọng nha, tại vì cái như nó sẽ ra cái như vấn đề thông số tương ứng theo. Đây, geometry có nghĩa là chọn biên dạng mình sẽ phay theo nó. Thì đây là lý do mình nói là những cái file nào mình 3D mình vẽ, tức là những file đó mình có kiểm soát được, mình thiết kế nó từ A tới Z, hay là mình nhận một bản file 3D dạng file step nhưng mà nó là dạng khối, chứ không phải là dạng giống như kiểu file STL. Đó. Sẽ chọn đây. Mình sẽ chọn bề mặt mình cần file là đây. Đó. Sẽ chọn cái surface này. Ok dạ. Rồi, include luôn. Đây, trong phần height thì cái phần chiều dài, chiều cao này gọi là phần độ cao an toàn của phôi. Thì tạm thời như thế này thì gọi là an toàn vì nó cách ra phôi khá là nhiều. Tiếp theo mình sẽ chọn phần là pass, tức là cách đi dao. Thì ở đây nó sẽ là coi như đi phụ thuộc này. Thì cutting mode này thì đây nè, nó sẽ nói là có ba cái lựa chọn là trim impossible này, tức là xóa đi những cái đường toolpath nào mà cái gì bất khả thi. Thứ hai là fail when impossible, tức là sẽ thất bại khi mà coi như những cái đồ toolpath nó không thể tạo ra. Hoặc là cái cuối, đây là mình cần cái cuối, tức là sử dụng cái lệnh xoay của trục xoay khả thi khi mà cái đường bách cách dao này nó không thể cắt đều được. Mình sẽ chọn cái cuối cùng. Dung size của mình là 0.01, tức là máy mình có khả năng làm được cái chuyện đó. Đây, cái isometric direction thì along u, tức là nó sẽ là phụ thuộc vào cái trục x của mình, nó xoay trục x, nó ta xoay trục x theo trục y, hoặc là bây giờ là follow theo along v, tức là xoay trục
xây xây xung quanh chục y, cho nên mình sẽ bây giờ mặc cái mình cần thì mình sẽ cứ coi đây cũng là along u đi. Rồi cái number of step là 1, rồi cái này mình giải thích xong rồi. Một vậy mình ở đây mình sẽ tích chọn là use multi acid đó. Này những cái này hiện tại ở đây cái multi cái của mình là coi như tool sweat của mình này, mình cái chọn là 0.1 này. Rồi ngoài đây smooth and dry cái kiểu cái những thông số này tạm thời mình bỏ qua tại chưa cần gì hết, vì vẫn cái thông số là in out phải như theo trục đứng trục ngang cái kiểu thôi. Rồi mình ok số này ra đây. Như thế này có nghĩa là nó đã hoàn thành, nó chạy được xong. Cho nên bây giờ mình sẽ chọn là Simulate. Đây Simulate thì mình cho nó ẩn đi cái tool holder đó. Mình chỉ xài cái flood sát. Rồi ok, mình sẽ giảm tốc độ lại tại vì nó chạy rất là nhanh. Xem video quy check thêm thì đây nó có trong cái phần simulate này nó sẽ có là hiện những cái này, này hiện phôi đây đó, hiện phôi này mình sẽ cho nó chạy lại. Thì hiện tại là mình không có thấy được do cái đường phôi giao của mình là nó mảnh quá nè. Đó mình sẽ chọn là transparent này, rồi nó đã chạy ra được cái đường vậy. Này là phần thông tin đó, thì hiện nay là cái như cái vị trí hiện tại là cái như vị trí XYZ của mình đây. Thứ hai là static này, thời gian để chạy cái đường bắt này nó cho mình ra là 23 giây, đó chỉ vậy thôi. Đó thì cái chương cái setup trước của mình là mình đã setup là nó ra cái này đây đó, tức là mình chạy cái toolbar này là mình chạy là 100 lần cái toolbar này là mình chạy là 10 bar, thì cái thể hiện 100 hay 10 nó thể hiện ở đây. Mình lấy chuột phải chọn edit này, này cái nằm này này number of step over, tức là phụ thuộc vào mình tính toán. Ví dụ cái đường này 100 là mình sẽ chia cho 5 thì nó chạy bao nhiêu bát thì nó sẽ ok hết, xong hết. Đây là phần maximum tool axis sweep, ở đây mình chọn 0 tức là luôn luôn vuông góc, còn kia mình chọn là 0.1 thì vậy thôi, nó cũng không có khác biệt gì lắm. Tại vì khi mà con dao của mình nó đã không có góc boy r thì cái này giá trị này là nên để bằng 0 thì tốt hơn. Đó rồi đây tiếp theo là để chặt và lỡ bóng rồi, kệ để cho nó chạy. Tại vì nó chạy là nó sẽ chạy từ online, chạy server là sẽ đổ code xuống cho mình. Máy thì không yêu cầu máy cấu hình cao, chỉ cần máy có nối mạng tốt ok, máy có cước tầm 20 megabit dây là ok rồi đó. Và nó đây 100 bát nó chạy là 7% đây. Này rồi tới bây giờ là mình xuất code đó. Nếu nó muốn nó chạy từ đây qua đây mình chỉ việc là tăng cái step over nhiều lên, là ví dụ number step over là số đường chạy giao bao biên chạy nó là ok hết. Đây nếu chuột phải mình chọn là post process. Đây
nó sẽ hỏi mình là có muốn reset lại cái hệ cái như phần mềm post của nó không, thì ok thôi. Đây, đây sẽ xuất cho mình máy 50, ok hết. Thì mình sẽ check những thông số ở đây để đảm bảo đúng những cái là mình cần. Yes này. No, yes thì nó vẫn ra ok hết. Này, vẫn mọi thứ ok. Đây. Yes này. Yes này. Sức đúng.